Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện thuốc giải giải sửa của tác giả Vũ Chít tập 20. Xét thấy bầu không khí giữa hai bọn họ mới 20 phút trước còn cực kỳ căng thẳng, coi như vừa nãy đã hòa hoãn được một ít, Trịnh Khắc hiện giờ cũng không muốn tỏ ra mình rất để tâm, hiện ra vẻ lấy lòng, luôn chiều trông sẽ ngốc chết đi được. Nhưng hắn ngồi trên ghế nhìn ít nhất đã được 10 phút, Gia Dư Đoạt vẫn luôn là dáng vẻ kia, nghiêng người cúi đầu nhìn cánh tay, vẫn để dưới nước lạnh chảy ra từ vòi nước. Cánh tay vẫn run như cũ, nói thật vết thương kia rất dài, thế nhưng cũng không tính là sâu. Đối với người bị thương chuyên nghiệp như Gia Dư Đoạt cũng không tới mức đau tới run lên. Vậy có thể là lạnh. Nhìn trời nửa đêm có lẽ là sẽ có tuyết, mà Giang Dư Đoạt cứ vậy rồi nước lạnh, kể cả lạnh tới run cầm cập, vậy không thể nào không xối nước được sao? Còn Mìu nhảy lên từ ghế sofa xuống, từ bên chân Trịnh Khắc đi tới nhà bếp, đuổi cỏ cỏ lên mắt cá chân của hắn. Trịnh Khắc tìm thấy cơ hội mở lời, hỏi vòng vào trong nhà bếp kia. Mìu có phải là đói rồi không? Còn Mìu rất phối hợp mà cỏ cỏ khung cửa nhà bếp mèo mèo hai tiếng. Thế nhưng Giang Dư Đoạt vẫn không nhúc nhích, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang run lên. Trịnh Khắc do dự rồi quyết định đứng lên. Trạng thái này của y dù nói thế nào đi nữa thì cũng có hơi không đúng rồi. Giang Dư Đoạt hắn đi tới cửa gọi một tiếng mà không dám tới gần. Mặt của Giang Dư Đoạt nghiêng nhẹ, góc độ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ hẳn là không nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn nghiêng chút xíu sau lại tiếp tục đỡ lại. Trịnh Khắc thừa nhận hiện giờ bản thân bắt đầu hơi sợ, kết hợp với ấn tượng Giang Dư Đoạt hỉ nộ vô thường từ trước tới nay, hắn cảm thấy nếu mình thực sự tới gần, Giang Dư Đoạt sẽ rút ngay con dao phay đang đặt trên thớt bên cạnh đâm cho mình một phát. Cậu không sao chứ? Trịnh Khắc vẫn đi tới một bên bồn rửa, đứng ở phía sau Giang Dư Đoạt, trong đầu vang lên câu kia của Đài Bân. Tam ca bảo bọn em đi xung quanh xem xét, sợ anh chốc nữa đi ra bị người ta theo dõi. Giang Dư Đoạt tội hồ rất khó khăn nhúc nhích một chút cũng hơi trách về sau. Trịnh Khắc cũng không nói nữa, sờ tay vỗ vỗ lên lưng của y. Thân thể Giang Dư Đoạt run rẩy như thể có dòng điện chảy qua. Tôi đóng nước nhé. Trịnh Khắc nói chậm rãi đóng vòi nước lại. Cánh tay Giang Dư Đoạt vẫn đang duỗi phía bên bồn rửa không nhúc nhích. Trịnh Khắc cắn răng túm tay y kéo trở về. Tay của Giang Dư Đoạt lạnh tới run người, vết thương bị dội nước tới mức hơi trắng bệch mà cũng chỉ mấy giây sau, bên trong vết thương lại có máu chảy ra. Xem ra Giang Dư Đoạt nói mình tiểu cầu thấp thì cũng không phải là giả, vết thương hiện giờ so với lúc vừa bị thương cũng chẳng khá hơn chút nào. Cậu ngủ hả? Trịnh Khắc hỏi. Không. Giọng Giang Dư Đoạt hơi khàn. Vậy sao lại xối nước lâu như thế? Trịnh Khắc nói tôi còn tưởng cậu. Tôi không dám động. Giang Dư Đoạt nói tiếng rất nhỏ, mang theo run rẩy khe khẽ. Cái gì? Trịnh Khắc ngẩn người. Bọn họ thấy anh rồi. Giang Dư Đoạt nói, lông mày nhíu lại, đôi môi cũng trắng bệnh. Ai? Trịnh Khắc hỏi. Là mấy tên đánh nhau lúc nãy sao? Không phải. Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày. Vậy là ai? Trịnh Khắc nhìn chằm chằm vào y. Trên mặt Giang Dư Đoạt không hề có loại hùng hăng thường ngày, lông mày nhíu lại, mí mắt rú xuống, sắc mặt tái nhợt, làm cho y có chút đáng thương. Y cũng không trả lời truy hỏi của Trịnh Khắc nữa, chỉ trầm mặc. Lúc Trịnh Khắc muốn kéo y ra khỏi phòng khách, y mới nâng mắt lên nhìn Trịnh Khắc. Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi. Trịnh Khắc cùng y nhìn nhau một lúc, ánh mắt của Giang Dư Đoạt trống rỗng, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn trống rỗng, khó giải thích được làm người ta sợ hãi. Sợ hãi đến từ Giang Dư Đoạt, Trịnh Khắc gật đầu quay người trở về phòng khách ngồi xuống cạnh bàn. Hắn không nhìn về phía phòng bếp nữa, hắn cảm thấy Giang Dư Đoạt hẳn là cũng không hy vọng có người thấy y trong bộ dạng này. Trịnh Khắc nhìn muối cùng với túi xiên nướng còn chưa ăn xong để trên bàn, khẽ khẽ thở dài cầm bình rượu khó uống kia qua, đổ đầy bát để uống. Ánh mắt của Giang Dư Đoạt làm cho hắn có hơi phấp phỏng. Ánh mắt này không hề liên quan gì với Giang Dư Đoạt ngày thường. Cảm giác y căn bản không phải là người có thể có ánh mắt như vậy. Có điều ánh mắt này Trịnh Khắc không phải là lần đầu tiên thấy được. Người xấu tôi từng thấy, Giang Dư Đoạt nói, so với đời đời con cháu anh bắn ra còn nhiều hơn. Khi đó ánh mắt của anh cũng rất giống hiện tại. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa. Trịnh Khắc cũng không phải là người hay tò mò. Được dạy dỗ tới giờ cũng không cho phép hắn tò mò vấn đề của một người quen biết không sâu. Thậm chí nghĩ trong đầu một lúc cũng đã cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng.
Hắn ôm lấy con mèo đang nhảy trên bàn, nắm móng của nó cũng gầy gầy mấy hạt muối bị dính vào. Muốn trộm ăn đúng không? Hắn nói nhỏ đưa con mèo chạm lên mép của nó. Mấy thứ này đều là mặn lắm đó mèo, mày không ăn được, không tin mày thử liếm móng mày coi. Con mèo cũng không liếm móng, chỉ cắn cắn mấy cái trên đầu ngón tay hắn. Hôm nay anh qua đêm ở đây đi, Giang Dư Đoạt từ trong phòng bếp đi ra nói. Trình Khắc quay đầu nhìn đi, Giang Dư Đoạt đã khôi phục sự điều bộ bình thường, giọng nói khàn khàn cũng đã biến mất. Thay đổi đột ngột như vậy làm Trình Khắc có hơi giật mình. Sự ra đời của diễn viên đấy hả? Nhưng hắn đã rất nhanh áy náy vì phản ứng đầu tiên của mình là nhíu mày chẳng nói gì. Anh đừng có tỏ vẻ miễn cưỡng. Giang Dư Đoạt cầm hòm thuốc ngồi trên sofa, cầm một chút bột không biết là thuốc gì rắc lên vết thương, sau đó cầm một cục bông y tế kéo dài ra đè lên. Không chịu thì tự mình ra ngoài tìm chìa khóa. Tôi không phải miễn cưỡng. Trình Khắc không hỏi y tại sao không giúp hắn đi tìm chìa khóa. Có điều câu này có hơi không được tự nhiên lắm. Ý của hắn vốn là cũng không phải là không muốn ở đây qua đêm, nhưng nói ra lại nghe như thể hắn dường như chỉ sợ Giang Dư Đoạt đổi ý. Sợ tôi không dám đi ra ngoài, Giang Dư Đoạt nói rất nhanh có hơi không nghe rõ. Trình Khắc nhìn đi, Giang Dư Đoạt lúc nói câu này có vẻ buồn bực. Một lão đài không dám ra ngoài đối với mà nói hẳn là hơi mất mặt. Ừ, Trình Khắc cũng đáp. Anh ngủ trên giường đi. Giang Dư Đoạt cầm một gói băng keo y tế, dùng răng cắn mở rồi cuốn lên cánh tay. Một phòng lại một phòng, tôi ngủ ghế sofa cũng được. Trình Khắc nói cậu ngủ trên giường đi. Giang Dư Đoạt cũng nhìn hắn, tôi cũng ngủ giường. Trình Khắc ngây người một lúc sau mới hỏi, cậu có mấy cái giường? Một cái. Giang Dư Đoạt hơi không khiên cưỡng. Tôi mày đã có một thằng đàn ông độc thân, còn có thể có mấy cái giường chứ? Hai ta ngủ một giường á? Trình Khắc cực kỳ khiếp sợ, cũng cực kỳ không muốn. Không riêng chỉ vì giữa bọn họ còn có cái vấn đề đồng tính nằm chắn ở giữa, ngủ chung một cái giường lúng túng biết bao. Từ nhỏ tới lớn Trình Khắc chưa từng cùng người khác ngủ chung giường. Hắn không thể nào chịu được chuyện lúc ngủ bên cạnh còn có người. Làm sao? Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ cũng giật mình. Anh còn sợ tôi làm gì anh hả? Trình Khắc cũng thở dài. Người cậu còn không biết có bao nhiêu vết thương chưa khỏi. Đừng vì tránh cho tôi lại lăn xuống đất, tôi ngủ ghế sofa là được. Tùy anh. Giang Dư Đoạt cúi đầu cắn đứt băng keo y tế. Anh muốn ngủ ghế sofa thì cứ ngủ, có điều tôi phải nói cho anh cái này trước, hôm nay con Miu vừa làm hai bãi nước trên đó đó. Đây. Trình Khắc đứng dậy đi qua nhìn chằm chằm ghế sofa. Trước đây hắn cũng không để ý, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện cái ghế sofa này cũng đã quá đát rồi. Phải bọc dùng mấy năm cũng hiện ra cũ kỹ, hơn nữa vốn là màu xám xanh nhìn lại càng cũ hơn. Sợi vải bị con mèo cào bung ra càng tăng thêm cảm giác năm tháng phôi pha. Giờ còn bảo với hắn trên này có hai bãi nước đái mèo. Chỗ này, Giang Dư Đoạt chỉ bên cạnh. Trình Khắc nhìn theo ngón tay của y quả nhiên thấy hai bãi mờ mờ. Có điều khô rồi. Giang Dư Đoạt vỗ đầu. Tôi chủ yếu là sợ anh để ý thôi, nếu là Trần Khánh thì chắc chắn cứ thế mà ngủ. Trình Khắc cũng chẳng nói gì. Chốc nữa tôi giúp anh lấy ráp giường lót một chút. Giang Dư Đoạt dọn hòm thuốc xong. Nước tiểu ở đầu này, anh đặt ở đầu kia là được. Trình Khắc vẫn chẳng nói gì, hắn không ngừng tự nói với mình. Đừng khác người, đừng không biết thân phận, đừng làm ra vẻ đại thiếu gia, hiện giờ không lấy được chìa khóa, lại không có thẻ căn cước. Rốt cuộc ở khách sạn có thực sự cần thẻ căn cước không? Nếu về lần sau ra ngoài hẳn là phải mang thẻ căn cước. Quên đi, hôm nay nếu mang có lẽ thì đã ném đi luôn cùng chìa khóa rồi. Giang Dư Đoạt đứng lên đi vào phòng ngủ mở tủ ra. Trình Khắc chưa thể hạ quyết tâm ngủ trên nước tẻ hay ngủ trên giường. Lúc Giang Dư Đoạt đang từ trong tối tủ tùy, hắn không biết là nhét những thứ gì chắc chắn rất nhét đầy, sàn nàn rút ra một cái ráp giường. Trình Khắc lặng lẽ tới gần ghế sofa, vỗ vỗ hai cái bãi mở kia một chút, mùi bốc lên thật làm hắn cắn răng. Tôi vẫn cứ ngủ giường đi. Trời đầy khổ nhà anh. Giang Dư Đoạt ôm gà chạy giường nhìn hắn. Xin lỗi, tôi thật ra cũng không muốn bắt bẻ. Trình Khắc đứng lên chỉ vào ghế sofa, thế nhưng hình như vẫn có thể ngửi thấy mùi. Phí lời, mới tẻ lúc chiều mà. Giang Dư Đoạt nói, không phải tôi bảo anh ngủ giường sao? Trình Khắc cũng chẳng nói gì. Mẹ nó, anh nhét lại cho tôi đi. Giang Dư Đoạt ném ráp chải giường lên giường. Được. Trình Khắc đi nhanh vào phòng ngủ. Dù sao tay của Giang Dư Đoạt cũng vừa mới bị thương. Hắn lấy ráp chải giường từ trên giường quay người, nhìn tủ lên ngần người. Cậu lấy ra từ chỗ nào?
Trong tủ chất đầy các loại thảm, vỏ chăn, ga trải giường, chăn dày, chăn mỏng, còn có quần áo chật ních, căn bản không hề lưu lại vết tích từng có cái ga trải giường này trong tủ. Không biết, Giang Sư Đạt bổ nhào lên giường, đầu gối lên tay có chút hả hê nhìn hắn, nhét bừa đi. Trình Khác nhìn chằm chằm trong đống đồ trong tủ, sau đó giơ tay chọc chọc vào giữa từng tầng chăn thảm. Cuối cùng có một chỗ ở phía dưới chồng chăn chính giữa, tìm thấy một nơi có vẻ dư chỗ để nhét vào. Hắn cuộn cuộn gà giường nhét vào vị trí ấy, gà trải giường đi vào được một chút có hy vọng, lại đẩy vào một chút gà giường lại đi được một đoạn. Hắn nghe thấy tiếng cười của Giang Dư Đoạt, vì tốc chiến tốc thắng hắn một tay dùng sức đẩy vào, một bên đưa tay nâng đống đồ phía trên, muốn tạo thêm chút chỗ trống cho gà trải giường đi vào, mà một động tác này đổ trong tủ, lấy tay hắn làm móc toàn bộ phần phía trên đột ngột đổ ảo xuống. Chỉnh Khác còn chưa kịp phản ứng lại, một đống quần áo thảm lồng đã đập xuống đầu hắn, sau đó rơi tung tóe trên mặt đất. Đấy, hắn sững sờ mà chửi một tiếng. Ngay lúc cảm giác Giang Sư Đoạt có thể sẽ nhào tới đánh, hắn nghe được tiếng Giang Sư Đoạt cười sằng sặc. Tôi mẹ nó phục anh rồi. Giang Sư Đoạt ôm bồm nằm trên giường cười tới chảy cả nước mắt. Sờ bỏ vào được rồi đúng không? Chỉnh Khác sửa vào cửa tủ thở dài khe khẽ. Xin lỗi, tôi thực sự là chưa từng làm mấy việc kiểu này. Không sao, Giang Dư Đoạt cười một lát sau khoáng tay. Đừng để ý, cứ vứt đấy đi, mai hắn thu dọn. Vứt trên đất hả? Chỉnh Khác nhìn đi. Không phải sao? Giang Dư Đoạt vẫy vẫy tay. Chỉnh Khác liếc nhìn bốn phía, đồ vật trong phòng ngủ rất đơn giản. Một cái giường, hai cái tủ quần áo, bên giường còn có tủ đầu giường. Thế nhưng ngoài điện thoại di động, trên bàn, hộp giấy ăn, còn có một cái đèn nhỏ hình đầu mèo. Chỉnh Khác nhớ ra cái đầu mèo treo trên chìa khóa, xem ra Giang Dư Đoạt rất thích mèo, hắn tự nhìn cũng hơi băn khoăn. Bên cửa sổ còn có một cái ghế võng, Chỉnh Khác cố chất đống đồ lên trên. Nhà anh thuê hơn 100 người giúp việc hả? Giang Dư Đoạt ngồi xuống cởi áo. À, Chỉnh Khác rời đầu đi chỗ khác, à xong thì mới nghe rõ y nói gì. Đầu ra tới hơn 100 người, mấy người thôi, gì dọn dẹp vệ sinh với gì nấu cơm. Ngưỡng mộ thật. Giang Dư Đoạt nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng. Tôi ở đây có muốn cố thuê một gì giúp việc cũng chỉ có Trình Khánh thôi. Trình Khánh nở nụ cười mỉa. Tôi đi rửa mặt, Giang Dư Đoạt nói, anh chờ đi. Ừ, Trình Khánh cũng đáp. Sau khi Giang Dư Đoạt vào nhà tắm, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường xoa mặt. Hắn cũng thường qua đêm ở nhà người khác, nhưng đều là ở trong phòng riêng, chưa từng trải qua việc lúng túng cùng người khác trong một căn phòng ngủ. Đứng không được mà ngồi cũng không xong. Hắn là nhìn một chút đồ trong phòng ngủ, thật sự là cực kỳ đơn giản. Hơn nữa nhìn ra Giang Dư Đoạt cũng sống rất tùy ý, đồ đạc có không ít vết chảy xước do va chạm để lại. Có điều có lẽ vì ít đồ cho nên coi cũng như gọn gàng. Giang Dư Đoạt bình thường hẳn là hay dọn dẹp cái tủ bị nhét tới mức sắp nổ tung kia chính là bằng chứng. Anh đi rửa ráy đi. Giang Dư Đoạt đi vào phòng ngủ vẫn để trần, vết sẹo trên người vẫn chói mắt như cũ. Bên cạnh cốc có nước súc miệng. Hả? Trình Khánh đứng lên, cậu dùng nước súc miệng đi. Tôi không dùng thứ đồ chơi kia, là Đức lúc đi siêu thị mua đồ tặng, là lại trong túi. Giang Dư Đoạt nhảy lên giường ầm một cái, chậm rãi xoay người. Anh cầu kỳ như thế cứ dùng thứ đó đi, tôi đã phải vứt đi lãng phí. Ừ, Trình Khánh cũng gật đầu. Trong phòng tắm quả nhiên có một gói nước súc miệng loại du lịch. Hắn cầm lên nhìn thử, lại là hào dương hắn thích. Tùy rửa mặt vẫn chỉ có thể dùng giấy lau, nhưng đã làm hắn cực kỳ vui vẻ rồi. Lúc rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, Giang Dư Đoạt đã cởi hết, chỉ còn một cái đồ lót, nằm thẳng trên giường nghịch điện thoại, đoán chừng lại đang đọc tiểu thuyết. Anh đáp cái kia đi. Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn, chỉ cái chăn để bên cạnh. Anh làm đổ cả tủ vừa kéo đấy là được, nếu không anh còn phải đáp cái của Trần Khánh đáp. Cảm ơn. Trình Khác cười. Cười xong thì đứng lên bên giường có hơi do dự. Hắn nên một quần áo ngủ hay là để cởi quần áo? Cởi tới mức độ nào mà không làm cho Giang Dư Đoạt khó chịu với hắn? Anh không ngủ hả? Giang Dư Đoạt quay đầu lại hỏi. Ngủ. Trình Khác cắn răng cởi bỏ áo trên người. Cởi xong mới phát hiện trên ống tay áo len cũng đã rách một lỗ. Đương nhiên đây là lời thừa. Cánh tay bị thương như vậy, trong ngoài dĩ nhiên là chọc thủng, thế nhưng hắn vẫn rất phiền muộn. Mai mặc áo khoác của tôi đi, Giang Dư Đoạt nói. Hôm nay đi quay lại đánh mất gần một vạn rồi đúng không? Trình Khác thở dài, đang cố định sóc chăn ngồi trên giường. Giang Dư Đoạt vỗ thành giường.
cởi quần, anh ngủ ghế sofa thì không sao, ngủ giường của tôi mềm lắm mà quần ngoài, vỏ chăn của tôi đều là mới đổi đó. Hả? Trình Khác đành phải đứng lên tháo thắt lưng. Tôi là sợ cậu. Sợ tôi cái gì? Giang Dư Đoạt tặc lưỡi. Tôi còn mẹ nó không có hứng thú với đàn ông, anh sợ cục cướp gì chứ? Tôi mẹ nó sợ cậu, ngày tôi làm gì cậu? Trình Khác cạn lời. Cậu còn nói Trần Khánh đầu óc cậu khác cậu ta ở chỗ nào chứ? Đều như nhau thôi, sau này đừng chế giễu cậu ta nữa. Tôi không ngại. Giang Dư Đạt cười. Anh có thể làm gì tôi chứ? Sau gái anh còn đang thủng lỗ to kìa. Trình Khác thực sự không muốn nói thêm nữa, cắn răng cởi quần rồi lên giường kéo chăn qua, nghiêng người lưng quay về phía Giang Dư Đoạt rồi nằm xuống. Phóc người anh trông cũng được đấy chứ, có phải từng luyện rồi đúng không? Giang Dư Đoạt hỏi. Coi như là từng luyện đi. Trình Khác nhắm mắt lại. Tôi trước đây từng tập taekwondo. Chẳng trách lúc ăn đánh nhau không giống người khác lắm, Giang Dư Đoạt nói. Trình Khác cảm thấy cả giường bị lôi kéo, có lẽ là Giang Dư Đoạt chờ mình. Loại cùng giường cùng gối rất không tự nhiên này làm cho Trình Khác không thể nào thả lỏng đầu óc. Bất kể động tính nhỏ nào của Giang Dư Đoạt hắn đều nghe thấy được. Đang suy nghĩ, giọng Giang Dư Đoạt đột nhiên vang lên bên tai hắn. Trình Khác sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu. Thế là cùng Giang Dư Đoạt chóp mũi đối chóp mũi. Hắn kinh ngạc hỏi, làm sao? Anh rảnh rỗi thì dạy tôi đi, Giang Dư Đoạt nói, sờ tay kéo ga trải giường bên kia. Trình Khác lúc này mới phát hiện y chỉ là nghiêng người chỉnh lại ga giường, trong lòng đột nhiên muốn mắng chửi một phản con lừa chạy qua. Cậu không phải đánh nhau cũng được lắm đó thôi. Tôi không phải vì để đánh nhau mà vì cảm thấy có vẻ hay. Giang Dư Đoạt nằm trở lại, dựa vào đầu tường. Anh ngược lại, nếu có thể không có nghệ thuật gì để làm lúc nhàn rỗi không có việc gì thì dạy cho tôi. Ừ, Trình Khác chỉ có thể đáp một tiếng. Giang Dư Đoạt gật đầu, đưa tay lên tủ đầu giường sửa soạn thuốc lá. Cậu hút thuốc trên giường. Trình Khác định quay đầu nằm một đột nhiên không nằm nổi nữa, quay cổ nhìn đi. Hút trên giường thì sao? Giang Dư Đoạt ngậm điếu thuốc, tôi cũng không gảy tàn thuốc lên đầu anh. Trình Khác nhất thời không phản ứng lại được, nửa ngày mới ngồi dậy, sửa gối vào đầu giường, cho tôi một điếu. Giang Dư Đoạt cũng cười, đưa gói thuốc cho cùng bật lửa. Tàn thuốc phải làm sao bây giờ? Trình Khác trầm sau, sau đó mới nhìn bốn phía, cũng không có gạt tàn. Xuống sàn, Giang Dư Đoạt nói mai ngủ dậy quét. Phải mà nãy cậu còn bảo tôi cứ để chăn thảm dưới đất, cậu còn gầy tàn thuốc đầy đất đấy. Anh có thấy phiền không? Giang Dư Đạt nhíu mày, sợ không phải không có chăn hả? Trình Khác ngấm lại thấy vậy mà cũng rất có lý. Giang Dư Đạt ngồi xuống, kéo ngăn tủ đầu giường ra, từ bên trong cần thứ gì đó ném tới người hắn. Đây đây đây, thiếu gia chuyên dùng. Trình Khác nhìn là một cái gàn tàn hình đầu mèo làm bằng thủy tinh xanh nhạt, không biết là chưa từng dùng hay đã rửa sạch, cực kỳ xinh xắn sạch sẽ. Cảm ơn. Trình Khác cầm gạt tàn, gảy gảy tàn thuốc vào bên trong. Tiếp theo hai người bọn họ đều im lặng. Giang Dư Đoạt đoán chừng là người đang đọc tiểu thuyết, nhìn di động chằm chằm không chớp mắt. Trình Khác vẫn nhìn ra hai cái tủ kia xuất thần, tủ bên trái là chăn đệm, bên phải là quần áo. Không biết quần áo có phải cũng dùng cách thức như nổ tung mà nhét vào cái tủ kia không. Trầm mặc hút sau một điếu thuốc, Trình Khác nhìn cảm giác mình một chút buồn ngủ cũng chẳng có, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cũng mở ra nhìn lung tung. À, tôi có chuyện này có hơi không tiện hỏi nhưng vẫn muốn hỏi. Giang Dư Đoạt xem điện thoại nói một câu. Phải chờ lúc nào tiền thì hắn hỏi lại. Trình Khác nói. Anh nằm cùng ở tôi ở đây như thế. Giang Dư Đoạt quay đầu. Có thể có phản ứng gì không? Trình Khác thật ra đã đoán được ý muốn hỏi gì. Nếu như là vấn đề khác, theo tính cách của Giang Dư Đoạt sẽ không có hơi không tiện hỏi. Không có, Trình Khác trả lời. Thật sự không có, ít nhất hiện tại không. Hiện giờ hắn chỉ thấy không tự nhiên. Không phải chứ, Giang Dư Đoạt có hơi giật mình. Tôi nếu ở cùng một chỗ với con gái lâu như vậy, có lẽ không chờ tới lúc người ta nằm cạnh đã có phản ứng rồi. Trình Khác hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, nỗ lực để dòng mình không quá bất đắc dĩ. Cậu từng cùng con gái ở một chỗ rồi hả? Giang Dư Đoạt nghĩ ngợi. Chưa từng. Chưa từng. Trình Khác quay đầu nhìn y cũng không nhìn nổi rống lên. Cậu chưa từng, mẹ nó cậu còn ở đây giúp tôi liên tưởng cái đám gì? Thank you.